ជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលសារិចង់ថារក្សានៅប្រពៃណីនិងបារម្ភអំពីខ្លាចបាត់បង់អ្នកតាសញ្ញារបស់ខ្លួនសហក្រុមស្ត្រីមួយរូបបានស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការបើកអាហារឋានមួយដែលមានឈ្មោះថាអាហារឋានផ្ទះបាយជនជាតិដើមដែលមាននៅទីតាំងនៅឯទូតកំពុងនេះឯង ແລະກາຍນີ້ຄືບັງຫານຊູນຢູ່ຫນຶ່ງຫມໍຮົບອາຫານໄດ້ປະໂມດດົມດາຈົ່ງເພີຈຸມນີ້ມາປີທາງມົນດົນກີຣີກໍໂດຍຊິຊົນຍິດດາມເພດໃຕ້ພ້ອມໄດ້ຈອງຊຽບຈະບັດຢ່າງນາ ngay lại chắc nhưng mà xa thì nhà bay thang khéo vận tay nhưng mà xa đa cắt hàng nên chắc đây mà đa ban trôi vận tay khoảng nhung khơi ở tam dạ ca ở tập tay hàng bỏ qua nhung khơi ca tập tay hàng bỏ qua khâu lại kỳ chắc hay nhung còn nó khơi hàng ngày nào với nhung đa cắt năng là khỏi nhung của châu mà hàng lần vậy tới ai đại nhung khơi với khâu lại đôi bỏ học chắc vì thông khăn chơi bỏ học mòn hay hôm mà sai nó nhưng mà đa khơi bị món mau mòn hay nhưng mà đang là việc có thơm mà dây vận tay với miên vì mơ tới qua với qua hiện kêu hay mơ tới cười trăng ngầm hay đập bên từ bộ nhưng mơ tới dân cả tháng mơ tới đôi mình đã ai bên bên đấy bên nhắm tới bên chị sang mình nhưng mà tới khai đã của ấy nhưng mà đang khơi nhà miền hàng chân chiên là thật là nông và đã lấy con nông bình chẳng biết sau đó khơi nhà làm bon cùng phía xa là phía bọn đó lấy khơi nhập nhận đã và ban phụ là một hộp năng nữa ban phụ là một hộp tràn một đài một hộp ngày này còn đây một hộp là chạm vào đó cứ khơi miền bọc là hồng mật tập hiệp nó cứ chỉ ngày mong play phải bị khâu bị bọc là hồng dương nhóm bên cao nhập ảo thì mỗi khơi bên hàng chẳng nhau mình đặt màn thả chuyên chiên ai mà thì còn bán hay chiên đó bao chỉ và cam đó phần này thả vì mình thò mà đá xong bây giờ dương nè mà cám nó có xong là tranh còn mình chẳng mưa tới khơi thả còn thực chi tiền tịch mấy phần ta còn bên ca áp bị tràn bên ca chỗ đang tràn để tới khai bỏ nhầm để tới nhung phộng nhám hà người ta nơi tia chỉ muốn tìm đi bị khó khăn nhiều người ta chỉ bị khai để về hà chuyển chuyển kiện tỉnh chẳng á bà nhám tầm nhám lực nắng thì lực muốn thì lực nắng bà ជនជាតិដើមភាគតិចមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ៤៥៦សង្កាត់ទួលទំពុំ១ខណ្ឌចំការមនអាហារឋានជនជាតិដើមភាគតិចនេះបានផ្ដោតដំណើរការតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ២០១៧ដោយបង្អួតនៅមុខម្ហូបពិសេសៗប្លែកៗជាច្រើនមុខដើម្បីទាក់ទាញឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យឈានជើងចូលទៅសាកល្បងទទួលទានអាហារជនជាតិដើមភាគតិចដែលចម្អិនដោយចុងភៅជាជនជាតិដើមភាគតិចរួមមាន ដោយជាជនជាតិគួយភ្នំតំពួននិងក្រឹមជាដើមមានដើមកំណើតជាជនជាតិភ្នំអ្នកស្រីយុនម៉ាណេម្ចាស់អាហារឋានផ្ទះបាយជនជាតិដើមភាគតិចបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងចម្បងនៃការបើកភោជនីយដ្ឋានជនជាតិដើមភាគតិចនេះគឺដើម្បីផ្ដើមគំនិតចង់អភិរក្សអត្តសញ្ញាណលើកស្ទួយវិជាម្ហូបដែលជាកេរដំណែលពីដូនតា នឹងចង់ផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិដើមភាគតិចដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកទេសចរបរទេសតាមរយៈការតុបតែងទម្រង់អាហារឋានដោយសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងមុខម្ហូបជនជាតិដើមភាគតិចសុទ្ធសាធមូលហេតុសំខាន់បំផុតគឺការចេញមកពីការចង់រក្សាអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចហើយនឹងការលើកកម្ពស់ឲ្យសាធារណជនបានស្គាល់អំពី មហោបឬក៏សំប្រាក់របស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញព្រោះកន្លងទៅនាងខ្ញុំឃើញថាការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿជនជាតិដើមភាគតិចនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងនេះគាត់ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងចំណោមផ្នែកដទៃទៀតនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគេកាន់តែស្គាល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង អ្នកស្រីយុនម៉ាណេបានបន្ថែមថាលក្ខណៈពិសេសនៃអាហារឋានជនជាតិដើមភាគតិចនេះគឺការចម្អិនដោយប្រើប្រាស់បន្លែធម្មជាតិសរីរាង្គដែលដឹកមកផ្ទាល់ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តព្រះវិហារដោយមិនមានការប្រើសារធាតុបញ្ចេញទៀតផង
chấm phút đầm lại một hộp với cứ mình chạp bị đầm lại bạp bầy bón làng tới. Rồng tiếng mình cá luộc nằm bằng lại thoa một chiếc mình chiếc kì mỹ đảm đo nên lời tật đầy phía ấy sàn phòng đài. Đặc biệt bị xe này một hộp được nông xe bài trên chiếc đàm phía tích nhưng cứ một hộp trên chiếc đàm phía tích này mà đòn chà. Nơi khổng nóng cư dương ở đây, nơi khổng tổng ý nhưng sông bằng hai chút dương miền bọc trầy cô lực thấy. Chà, ní coi chìa một hộp bài trên chiếc đàm phía tích mùi mốc hay miền sở lò trùi bà lái. Chà, sở lò trùi bà lái ní cư dương sở lò miền trùi lập bơ, miền phai lập bơ chứ cá trùi ở nông, trùi khổng. Tới ta một phép bà lái để dương tình bàn màu bị khát một đô khí rõ tà nạ khí nông kêu về hìa. Chà, hai dương miền ní sở lò chân áng. Chà, sở lò chân áng cư chìa sở lò bò chân chiếc đàm phía tích răng hay nâng thông phuôn. Chà, đại thơ phí sở lò chân áng miền tập bèng miền thọp hay nâng phột. Chà, hai miền sở lò bọc trọp. Chà, sở lò bọc trọp ní cư chìa sở lò bò chân chiếc đàm phía tích bồn nông gồm miền răng thông phuôn chà, ở phụ quạt nhằm đổi đổi kia. Chà, lực lên tới sở lò chân áng thế đây nhưng thà cư miền ở thông phuôn hay nâng răng để quạt miền chà, hai ní sở lò bụi nhóm bồn nông hai thao vẹ. Chúng ta đang phát triển rất nặng đấy, cái hai tháp phía phía. Chà, hai dương miên sở lọ bóng, sở lọng phong ở xây. Hai nâng dương miên chênh mà hộp bật thai em thế, anh ấy khoảng là chiêu mục mà hộp bật tọc bật xóm. Cứ mà hộp bài bọc là hông bạc thái, bần tay cái hai bọc là hông ru mật. Chà, hai anh ấy bọc xoài, chà, cho mỗi nâng cái đam bài. Chà, chân hai dương miên sở lọ, chúng ta đang phát triển cuối đấy, để chị bọc trầy mỗi lần ngồ. Chà, chân cái lại anh phụ nhóm mà hộp đây chỉ lẽ khả nạ phí xe cư mà hộp chân chết đàm phía tích. Tại cư dương miên mà hộp sử cua khá đáy cả nấy nhiều đầy có ọt cho nhằm hộp chân chết đàm phía tích gọt anh cầm bằng hộp bạc mai lá. Đại miên phía trây tập và học, miên xê, miên ma phía, miên sạch cơ bấy, nghiệt sạch cơ bấy, mình nghiệt sạch cơ. Chà, cái lại nhóm có miên lụ nghiệt sạch cơ đài. Chà, hai chấm nước bị xe tiết nó cứ dương miên phê chạ cứ thòm chiết cứ bơ hay nâng fashion và tại bơ hay nâng fashion nó cứ dương miên tam rồi đợi cả đợi bơ lại nó dương ở hay dương nơi tập hay nở tập hay fashion ba chị bọn đi cà phê một chấm núi phơi chân đi thảm tiếp bài chương trình đam phiền tích nhẹ xe dương mà nế có chiếc tháp nắp tiếp sầm nặng bài chương trình đam phiền tích nơi ai khẹt một đôi kỳ lý nâng chi một trang crom hôn xe ba cam tê shop hồng đài bên thảm phiền đi lục xây mình càng nghe chỉ trang vẹn phòn càng nghĩa lớp tôi tăng này có nhiều bài chương trình đam phiền tích nâng chui trong trang phiền sẽ được cách ta mình nhạc cả phát đo lọc cả càng nghĩa chung đo chương trình đam phiền tích chỉ trang nhẹ phòng đài giang nam mấy trầm phiền trở lại mới mốc một cục quan tế lưu tra tài chính chỉ rục liếng đam bấy ở kê tư tùa squal nâng ao đồng lại chương trình đam phiền tích nơi Campuchia ri cập thân nào ấy từng lại bon lan tập đi tròn nhá những nhóm sản phẩm po sông bon on bị chia po rót mai từng ó sông châu rùa mà gom tròn nơi cà lưỡi tôi gặp bên này tạo sinh nhãn trên trên đám hiện tích cha tam dạ cam thì xem xe cha hay nước nông nông ai tam dạ ca mới châu rùa mà nhằm hộp trên trên đám hiện tích có đôi chỉ phải phải bỏ trên trên đám hiện tích không này. ជាគីមីគ្មានការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប៊ីចេងព្រមទាំងមានការតុបតែងនៅកន្លែងអាហារឋានបាយជនជាតិដើមភាគតិចនេះសុទ្ធតែជាកលលឹះសំខាន់សំខាន់ចង់ឲ្យប្រិយមិត្តទស្សនិកជនឬក៏អ្នកដែលជាអតិថិជនចូលមកញ៉ាំអាហារទាំងនេះបានស្វែងយល់បន្ថែមពីរបៀបរបបនៃការរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅបទយកាមួយនេះនេះខ្ញុំសនសុខីនិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា